Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái video nha. Và xin chúc tất cả mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và mình sẽ giao dịch với anh heo này, coi anh cho mình cái gì. Có một số anh là hỗ trợ đồ nha. Hỗ trợ đồ mình rồi. Hỗ trợ đồ mình đang đi tặng mọi người khác nha. Hai món gì đây? Và có bạn này bạn xin yêu cầu, đợi lát anh Phong ơi, đợi lát anh Phong. Mình đổi nhân vật nha. Đổi nhân vật vào mình vào coi các bạn này bạn giao dịch lia lịa chứ không biết làm cái gì đây nữa. Gì đây? Ồ. Tặng mình con gấu hả? Trời ơi. Cái con gấu 0%. Mèn ơi. Cảm ơn bạn luôn. Và hôm nay mình sẽ review đi BK nha mọi người. Review đi BK. Đi BK đặng đi BK đặng review nha. Đi bơi ca thử cái server này nó có khủng khiếp không, dữ dằn bà chằn không. Và xin chào bạn nha. Và đây là một bạn mạnh nha, đây là mạnh. Đặng hồi tối mình đưa bạn lên clip mà không có đưa được, hôm nay mình sẽ đưa lên clip và sẽ quay luôn nha. Đó, quay đặng mình đi bơi ca nha mọi người. Cái server này MBK này cũng tương đối thôi chứ không có gì mà dữ. Cái bạn này bạn phó vui mới đưa mình con gấu. Đâu hết rồi. Này có anh Phong nha. Anh đắt vai Phong này hỗ trợ mình để đi BK nha mọi người. Vào trong. Mình kêu vào trong kiếm ai BK nào. Thêm cái ông gì ở đây mà mới lên chưa có gặp gì trơn là ổng nằm đây rồi. Đắt bài phòng. Không phải. Johnny B. Đây là cũng là một người bự bự nha. Một anh bự bự. Một anh bự bự cũng trong cái làng game của mình đó. Và hôm nay rất vui là được anh Đát Vai Phong ảnh anh đi hỗ trợ sao té hoài vậy ông.
Hỗ trợ mình đi bơi ca nha mọi người. Nó lắc thì thôi nhé luôn á. Không thấm luôn. Trâu thì thôi nhé luôn, đất kia nó trâu kìa. Đánh kia nó xài hàng khủng đó, mọi người ơi. Đánh không nổi, đánh không trôi. Mình thì cùa bắp mà sao cái anh đắt quay này, anh có cái win ba mà anh không đeo lên giùm một cái mà anh cứ thiệt cái tình á. Rồi sao mà té nữa rồi. Đó, hôm nay mình sẽ đi tàn sát server nha. Đi tàn sát server với một anh đắt vài phong. Cái bạn này muốn theo mình mà theo chưa được nè mọi người. Nó giờ này có Facebook lên nữa thì thôi nhé luôn á, thì thôi nhé luôn á. Cái đậu phộng này mà nó quánh thì thôi luôn mấy thằng tàu khờ này, cái này là cái như là bỏ xứ mới bay đi luôn rồi đó. Và cảm ơn hai bạn cũng như hai anh đã hỗ trợ mình nha. Vô càng quét chỗ Lâm nè. Đi tới đâu là kịp tới đó. Cái đậu xanh con này là ông gì đây, ông mạnh như trâu hả? À? Thôi chạy. Quá rồi, quá rồi, quá khủng rồi, thôi dọn. Không biết ra được hay không nữa đó. Ra được, ra được. Cái đậu phộng. Mày muốn cái gì ở đây mày? Thì thôi luôn á mọi người, nhảnh lắc kìa mọi người. Lắc thì thôi nhé luôn á. Nơi đi càng quét vô lòng. Chưa chân bỏ giò chạy rồi. Chưa chân bỏ giò chạy rồi. Đứng lại đi ông, chơi như hai thằng đàn ông đi. Ông chơi ông bỏ mình, ông chơi ông bỏ mình rồi. Cái gì vậy trời? Cái ông này là ông nào đấy anh đẹp? Ok, có anh đẹp chung nữa là ngon. Quay clip review BK anh ơi. Vậy mà tưởng lên tao xem. Ok. Ok, anh trai. Bọn mình đóng phim. Đúng rồi nghe mọi người. Anh đẹp ơi, giờ này em đang đóng phim nha, chứ không có đi mà cố ý làm này làm kia nha. Giờ này đang đi đóng phim đó, đi vô hỗ trợ đập nè, nhậu vô anh em. Quánh đi. Trời ơi, nhậu vô tôi chết trước rồi, mấy cha chạy đâu hết rồi. Cái gì vậy trời? Chơi kỳ vậy ta? Chơi bỏ bạn ta. Rồi làm sao ra?
Hay. Chơi mà chơi bỏ bạn. Còn gì rồi sao tôi đi ra được. Tôi cù mé nhất sớm mà. Rồi mấy ông hàng kẹp hàng kẹp nách kẹp háng rồi chạy chơi rồi. Còn tôi nó kẹp mũi lại cho nó thử. Cho tôi nó thử cái nách nó hồi chắc tôi chết quá. Nó lắc thì thôi nhé là mọi người. Cái này sao cái mạng quá trời nó lắc. Chơi nè. Dẹp loạn số quân ở đây nè. Hì 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 vô. Quẹo hết. Và cảm ơn bạn Lê Sa này. Không biết cái bạn này là có phải là bạn mạnh không mà đi theo bút cho mình rất là ok nha. Và anh đắt quay phong anh giọt đó mất tiêu rồi. Không lẽ giờ này ông đi chơi anh ta. Có nếu mà như vậy mà có đắt kim theo gồng máu nữa là ngon lắm ngon nha mọi người. Server này là server cũng tương đối là kẹp nách kẹp háng nhiều nha. Mình không có tiền đầu tư nên mình bị kẹp vô nách nó thử mùi lông nách muốn chết luôn mọi người. Còn hai anh đẹp anh đắt phải không, anh chạy mất dép luôn rồi, rủ đi quay clip mà cái cú này là ông chạy mất dép luôn rồi, ông đi đâu mất tiêu rồi. Không lẽ ông đứng ông chơi in thì thôi luôn á, mình lại luôn á. Đây này, tự giờ gình ở đây chơi mình ên hả ông. Chơi như vậy ai chơi. Chơi phải kêu chơi chung cho nó mua dầu ăn hết rồi ông chơi mình ên ai chơi. Không, bữa nay có mướn hai anh ở bên đâu về cũng không biết nha. Theo hỗ trợ mình quay clip BK phá nát Agana. Cái đậu xanh. Nó lắc mà nó văng ra ngoài luôn rồi. Vô lại hay coi còn cái gì nữa không. Bơi tay. Bơi tay. Hú. Ông lo giết người ta không mà giờ này mình ổng cũng không bê tê luôn nữa kìa, là ổng không có đưa mình vào nhóm. Ông mừng đây mình sẽ quét đó, càng càng quét trên Gaganna nha mọi người. Nó cái map này là chỉ có là trâu bò mới lên trên đây thôi, chứ mà như mà yếu ớt như mình là lên không có được nha. Đậu phộng mấy ông vừa gặp vô gặp bà gồ thì mấy ổng giọt bỏ dép chân bỏ mình trong đó, nó kẹp lại một cái nghe thì thôi nhé luôn á, nó tán vô trong mặt hết mấy cái rồi chạy ra mới được, rút cái đầu ra chạy ra mới được. Rồi sao mắc cái trứng gì, ổng có cái win ba ổng không đeo lên vậy, ổng sợ mắc màu hay gì á. Chừng đó nghe cái clip này nhớ nhớ đeo cái win ba lên nghe, ông có cái win ba mà ông cũng giấu nữa sợ mắc màu hay gì đâu. Và mà những bạn nào mà có xem được clip này á, thì cũng đừng có gạch đá vậy nha. Mình chỉ là rủ mấy anh này lên đây đi BK cho vui thôi, đặng review cái map này trên đây. Hôm nay cái server trên đây thì cũng nhiều nhiều nhờ nhiều nhiều nhân tài nên cũng lên đây BK cho nó vui. Và được may mắn là anh Đát Vai Phong gọi thêm một bạn là 125 đã hỗ trợ mình làm lên nếp này. Mình cũng cảm ơn trong clip mình luôn, cảm ơn hai bạn cũng như là một anh một chị đi, chứ bây giờ kêu sao giờ, một anh là đắt quay một chị là phay đi, để theo hỗ trợ quay mình được clip này. Mình cũng xin chân thành cảm ơn. Những anh bà gồ nào mà có ý kiến gì á, thì hay là có dư giả đồ gì á, thì liên hệ với em. Free shop cũng vậy thôi, giờ em gáp lại em tặng cho những người chơi mới. Và cho mình thông báo lên cái clip này là mình dư một cái viên phay và một ít đồ phay. Tôi đây đệ nhất. Những bạn nào mà chơi phay thì cứ
liên hệ nha. Những bạn nào chơi phay thì liên hệ với mình, và có được cũng vài món của Đắc Quay á, vài món của Đắc Quay. Quay clip anh ơi, quay clip anh ơi. Liên hệ với mình, liên hệ với em đi nha anh bà gồ, mà liên hệ với em đi rồi em gom lại em sẽ tặng cho những người chơi mới nha. Và cho mình xin nói với các bạn là dù gì thì dù đồ này cũng không có được whip á, thì cũng ít lòng nhiều nha mọi người. Mình chỉ muốn tặng cho các bạn để trải nghiệm tốt thôi. Mai mấy bạn đừng có treo lên shop mà bán lại nha, mình đau lòng lắm đó, mình đau lòng lắm đó nha mọi người. Tại vì mình nói vậy thôi, cũng có một số bạn treo lên, mình biết có một số bạn treo lên bán lại mà thôi. Nhờ đồ gì mình tặng rồi thì mình không tính nha. Rồi anh Phong ơi, cái clip của mình review bơi cà có sôi nổi tới đây thì cũng tạm dừng được anh Phong ơi. Về lo gan ổ lộn về đúng rồi, về về lo gan, lo gan anh ơi, về lo gan anh ơi. Và clip của mình nó đi phá làng phá xóm đến đây thì cũng xin tạm dừng và kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau. Nếu các bạn thấy clip vui hài hay là nói chuyện xàm gì mất mấy bạn cười thì cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ. Còn những bạn nào trong kênh của mình đó thì cho mình xin nói lại một lần nữa là mình còn dư vài món của Đắc Quay và vài món của cung nữ mà Magic Dragon bữa nay là mình cho hết, và mình còn dư một cái viên hai của cung nữ. Bạn nào có xin thì cứ xong clip này các bạn comment vào là mình sẽ vào tặng ngay nha. Và mình thông báo thêm một lần nữa là như vậy, và cho mình xin kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.